Xin chào bạn quay trở lại Team View, mình là Hưng Khúc. Mới đây thì Apple vừa tung ra 3 sản phẩm bao gồm MacBook Air, MacBook Pro 13 và Mac Mini được trang bị con chip Apple M1 dựa trên kiến trúc ARM thay vì Intel x86 như là trước kia. Và sau đó thì mình thấy rằng có rất nhiều quan điểm cho rằng ui giời, chip Apple M1 dựa trên kiến trúc ARM nó chỉ sử dụng những tập lệnh đơn giản Reduce Instruction Set Computer và nó sẽ chỉ mãi phù hợp với những thiết bị nhỏ gọn ví dụ như là iPhone, iPad mà thôi, và nó sẽ không bao giờ có thể ăn được những tập lệnh phức tạp Complex Instruction Set Computing trên kiến trúc x86 mà Intel hay là AMD đang sử dụng. Nói chung thì rất là nhiều người đang có một quan điểm, đó chính là chip Apple M1 sẽ không bao giờ có thể ăn được những con chip đến từ Intel hay là AMD. Và theo cá nhân mình, đây là những quan điểm hoàn toàn không đúng. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải thích vì sao, cũng như là mình sẽ chia sẻ những quan điểm của mình về sự ảnh hưởng của con chip Apple M1 đến cả ngành công nghiệp sản xuất laptop trong tương lai. Hiện tại thì mình chưa có bất kỳ một sản phẩm nào được trang bị con chip Apple M1 cả. Đây đều là những phiên bản của năm 2019 và năm 2020. Và chắc chắn mình sẽ có video đánh giá chi tiết từng sản phẩm một trong tương lai và gửi đến các bạn. Còn trong suốt toàn bộ video ngày hôm nay sẽ đều là những cái quan điểm của mình về hiệu năng của con chip Apple M1 so sánh với x86, Intel hay là AMD. Ok, bây giờ các bạn cứ hiểu đơn giản như này nhá. ARM sử dụng những cái tập lệnh đơn giản, tức là nó đi theo hướng làm nhiều những cái nhỏ nhưng mà nó lại làm rất là nhanh. Còn x86 sử dụng những cái tập lệnh phức tạp hơn, tức là nó đi theo hướng làm ít nhưng mà nó lại làm rất là chất. Đấy, các bạn thấy không? Ngay từ bản chất vấn đề, các bạn đã thấy rằng hai cái kiến trúc này nó đã đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau rồi. Vì vậy thì rất là khó để mà có thể so sánh cái nào mạnh hơn cái nào hay là cái nào chậm hơn cái nào. Bây giờ thì mình sẽ lấy một cái ví dụ như này nhá. Giả sử mình là ARM đi, thì có một cái bánh, mình sẽ chia nhỏ cái bánh đó ra. Thế nên thì mình ăn nhanh hơn so với cả một cái ông to béo x86 nào đó, ông ấy ngoạm quả miếng xong rồi ông chẳng may bị tắc họng và ông ấy ăn chậm hơn mình thì sao? Như vậy thì ARM có khả năng nhanh hơn x86 đấy chứ. Và nếu như các bạn để ý thì trong quá khứ cũng đã có những trường hợp chứng minh điều đó rồi. Chẳng nói đâu xa chứ chính Apple đã từng đứng đầu về hiệu năng của CPU với những dòng máy Mac sử dụng CPU PowerPC G5 2 nhân, dựa trên kiến trúc ARM từ lâu đó rồi thôi. PowerPC nó đã từng đánh bại Intel và AMD về sức mạnh CPU thuần túy rồi đó thôi. So what kind of performance are we getting out of this thing? Well, I'm pleased to report that this is the world's fastest personal computer. Đó. Các bạn thấy đấy, cứ không phải là tập lệnh đơn giản là nó sẽ yếu hơn hay là tập lệnh phức tạp thì nó sẽ mạnh mẽ hơn đâu. Không phải là cái nào chậm hơn cái nào hay là cái nào mạnh hơn cái nào đâu. Vậy thì đâu mới là yếu tố quyết định đến hiệu năng của một con CPU? Theo mình là có đến 3 nguyên nhân chính. Đầu tiên đó chính là yếu tố về thị trường. Thứ hai đó chính là những cái thành phần khác của một con CPU. Và cuối cùng là sự tối ưu của phần mềm. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đến với yếu tố thị trường trước đi. Đúng vậy, bất kể một ngành nghề gì, một sản phẩm gì thì nó cũng đều có một thị trường đứng sau và tác động lên nó. Ai mà biết được, Tổng thống Mỹ cũng có một cái thế lực đứng sau tác động thì sao? Đúng không? Và đối với ngành công nghiệp vi xử lý này, nó cũng có thị trường đứng sau của riêng nó và tác động lên nó. Chính bởi tập lệnh đơn giản trên kiến trúc ARM, cái cách làm của nó đó chính là nó vừa làm nhiều mà nó lại còn làm nhanh. Thế nên thì nó sẽ đòi hỏi RAM hệ thống nhiều hơn. Mà vào những ngày đầu của thị trường CPU ấy, giá RAM siêu đắt. Ngày xưa ấy mà mua được một cái thanh RAM mấy trăm mê ấy, là đã cảm thấy rich kid lắm rồi chứ không như bây giờ đâu. Thế nên thì vào cái thời đó thì kiến trúc ARM thường ít được chọn để sản xuất vi xử lý. Ngược lại thì tập lệnh phức tạp nó lại ít bị phụ thuộc vào bộ nhớ. Nó làm ít nhưng mà làm chất. Thế nên thì kiến trúc x86 nó đã được chọn để phát triển CPU máy tính thời đó. Ngoài ra thì bằng một sự bắt tay và một sự kết hợp nào đó mà hệ điều hành phổ biến nhất đó chính là Windows cũng chỉ hỗ trợ x86 mà thôi. Thế nên thì cả ngành công nghiệp phần cứng lẫn phần mềm đều tập trung vào cho kiến trúc CPU x86. Từ đó thì dần dà nó tạo thành một cái thị trường rất là rộng lớn. Một lượng lớn phần cứng phát triển, một lượng lớn phần mềm cũng phát triển theo. Nó lớn đến nỗi mà những cái kiến trúc khác ví dụ như là ARM không thể nhảy chân vào nữa và bắt buộc phải chọn một hướng đi mới. Và cụ thể thì ARM đã tập trung vào mảng chip di động với mục tiêu là hiệu quả sử dụng năng lượng chứ không phải là hiệu năng thuần túy, bởi vì đây là mảng mà x86 nó vẫn chưa ngó ngang tới. Thị trường vẫn còn bao la đó lắm. Sau này thì ARM phát triển ở mảng chip di động mạnh mẽ quá và Intel cũng muốn ngó ngang tới và chiếm nốt cái miếng bánh còn lại. Nhưng mà đến ở cái thời điểm bây giờ thì ARM đã gần như chiếm trọn thị trường chip di động rồi. Thế nên thì Intel đã thất bại. Mình cũng đã có một video phân tích rất là kỹ về sự thất bại này của Intel ở trên kênh Upphone rồi. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video cho anh em nào quan tâm nhé. Và đó, anh em thấy đấy, thị trường tác động đến hướng đi của những kiến trúc CPU khác nhau. Và nó lâu dần qua mấy chục năm thì nó sẽ tạo ra những cái định kiến là cứ x86 là phải mạnh, còn ARM là phải yếu. Còn thực tế thì không phải là lúc nào nó cũng như vậy. Rồi, đến với yếu tố thứ hai quyết định mạnh mẽ đến sức mạnh của một con CPU, đó chính là những cái thành phần đến từ bên trong. Thì bên cạnh kiến trúc tập lệnh thì những cái thành phần bên trong, ví dụ như là cái mà mình đang muốn nói ở đây, đó chính là vi kiến trúc.
nó tác động rất mạnh mẽ đến hiệu năng của một con CPU. Vi kiến trúc là cái gì nhỉ? Chắc là anh em cũng nghe nhiều rồi đấy. Vi kiến trúc của AMD là Zen này, Zen cộng này, Zen 2, Zen 3 này. Của Intel thì từ đời 6 lên đời 10 là Skylake. Đời 10 thì cũng có Sunny Cove nữa và Willow Cove ở Gen 11. Và qua mỗi kiến trúc thì chỉ số IPC nó lại tăng lên bao nhiêu phần trăm so với thế hệ tiền nhiệm. Anh em cũng đã nghe rất là nhiều rồi đúng không? Gen 2 hơn bao nhiêu phần trăm so với cả Gen cộng, Gen 3 hơn bao nhiêu phần trăm so với cả Gen 2 đúng không? Willow Cove hơn bao nhiêu phần trăm so với cả Sunny Cove đúng không? Anh em cũng đã nghe rất là nhiều rồi. Và trong những năm trở lại đây, khi mà cái thị trường chip di động nó tăng mạnh, người dùng chúng ta mua những thiết bị di động ngày càng nhiều hơn. Thế nên thì các nhà sản xuất đang rất là chịu chi và có một sự đầu tư nghiên cứu tập trung vào ARM. Thế nên thì những dòng CPU di động này nó không chỉ cải thiện đơn thuần như là x86 của Intel hay là AMD đâu, mà trong những năm gần lại đây nó đã có những cái bước nhảy vọt vô cùng mạnh mẽ rồi. Và những cải tiến của vi kiến trúc mình có thể kể đến như là bộ đệm này, bộ dự đoán nhánh này, tiến trình này, bộ thực thi này. Trong CPU mới là những cái thứ mang lại nhiều hiệu quả nhất, và nó sẽ giúp cho hiệu năng của một con CPU ARM ngày càng mạnh mẽ hơn. Nó mạnh mẽ đến cái mức mà chính các bạn, chính mình cũng không thể tưởng tượng ra đâu. Năm ngoái thì mình có làm một video edit video 4K trên chiếc iPad Pro 2018 sử dụng con chip Apple A12X. Thì mình thấy rằng nó quá mượt. Thực sự lúc đó mình quá ngạc nhiên vào sức mạnh của một con chip di động. Từ lúc đó thì mình đã ngờ ngợ về hiệu năng của dòng CPU Intel rồi. Rất là nhiều những chiếc laptop gaming trên 20 triệu đồng thì cũng chưa phải là thực sự quá là mượt mà khi mà các bạn edit video 4K đâu. Vậy mà ở trên một chiếc iPad Pro 2018 nó mượt. Và cũng từ lúc đó trở đi, mình rất là tò mò vào những cái điều mà dòng CPU ARM này có thể làm được, đặc biệt khi mà nó lại được phát triển bởi Apple. Những cái dòng CPU Bionic lại được phát triển của Apple nữa, thế nên thì nó lại càng có khả năng tối ưu tốt hơn. Và nhân tiện đây thì mình sẽ nói luôn đến cái lý do thứ ba tác động đến hiệu năng của một con CPU, đó chính là những cái sự tối ưu của phần mềm bên thứ ba nữa, mà sự tối ưu giữa phần mềm và phần cứng nó là kim chỉ nam từ xưa đến nay của Apple, và nó là điều mà Apple đang làm tốt hơn so với những đối thủ của mình. Thế nên là việc một chiếc MacBook Pro 13 ra đời được trang bị con chip Apple M1 mà nó có thể edit được video 6K ấy, mượt mà ấy, thì cũng là một điều có thể hiểu được đúng không? Còn việc nó có thực sự làm được hay không ấy thì anh em hãy chờ đợi bài đánh giá chi tiết nhá. Ok, có vẻ như là những cái điều mà mình vừa chia sẻ khiến cho chúng ta có một cái suy nghĩ, đó chính là sẽ có một ngày ARM sẽ sơi luôn Intel x86 đúng không? Thì mình nghĩ rằng nếu như x86 không hề có bất kỳ một cái sự cải thiện gì khác thì ARM sẽ dần dần chiếm lại thị phần CPU di động dành cho những chiếc laptop, bởi vì những cái lợi ích của nó mang lại là quá lớn. Cái lợi ích mà mình đang muốn nói đến ở đây đó chính là cái lợi ích tiết kiệm năng lượng. Không phải là ai chúng ta cũng cần một con CPU quá mạnh mẽ đúng không? Không phải là ai cũng cần một con CPU để edit video, để làm đồ họa, để làm cái gì cả. Cái mà mọi người cần ấy, ai ai cũng cần, đó chính là một chiếc laptop có thời lượng pin siêu siêu lâu. Và theo như Apple công bố thì chiếc MacBook Air và chiếc MacBook Pro mới nó sẽ có thời lượng pin lên đến là 18 cho đến 20 tiếng. Laptop Windows thì mình cũng thấy rằng nhà sản xuất A công bố đạt được thời gian sử dụng lên đến là 20 tiếng, nhà B đạt được 24 tiếng. Nhưng mà cái thực tế sử dụng ấy thì laptop Windows chưa có một chiếc laptop nào đạt thời gian sử dụng trên 11, 12 tiếng cả. Rất là ít những mẫu máy đạt trên 10 tiếng. Trước kia thì Apple chỉ công bố là những chiếc MacBook Air hay là MacBook Pro nó sẽ chỉ sử dụng được vào khoảng là 10 cho đến 12 tiếng thôi. Và nó đúng chính xác là như vậy. Còn bây giờ là 18 tiếng, 20 tiếng. Và đó chính là những cái thứ mà chúng ta cần khi sử dụng một chiếc laptop, đúng không? Intel. Tuy nhiên, lên đến mảng CPU hiệu năng cao thì ARM có sơi được x86 hay không thì nó là cả một cái câu chuyện rất là phức tạp mà đến bây giờ thì mình cũng không biết. Hiện tại thì những cái dòng CPU ARM nó vẫn hoạt động rất là tốt ở 10W. Còn lên đến 20W, 30W, 90W nó là cả một cái câu chuyện rất là dài về sự ổn định. Chính ra thì Windows cũng đã ra mắt những cái dòng cái phiên bản Windows 10X được sản xuất dành riêng cho những con chip di động ARM ấy, có mấy cái con Qualcomm ấy. Nhưng mà Qualcomm thì cũng đâu dám sản xuất ra những con chip có hiệu năng tương đương so với cả i7-10750H đâu. Chỉ dám sản xuất ra những con chip chạy vào khoảng là dưới 10W thôi thì nó mới hoạt động rất là ổn định được. Vậy nên thì mình tóm tắt lại rằng ARM đang có rất là nhiều những lợi thế ở những chiếc laptop được trang bị CPU tiết kiệm điện. Còn đối với những cái dòng CPU hiệu năng cao, những chiếc laptop được trang bị CPU hiệu năng cao thì Intel x86 vẫn đang giành rất là nhiều lợi thế. Và Intel cũng như là AMD sẽ làm chủ cái thị trường này trong một khoảng thời gian rất là dài nữa. Đồng thời thì mình cũng đang rất là hào hứng chờ đón những cái dòng MacBook Pro 16, iMac Pro, những cái dòng máy Mac hiệu năng cao của Apple ấy, để xem rằng những cái con chip đó nó thể hiện ra sao. Và lúc đó thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi. Ok, hy vọng rằng video này sẽ đem đến cho anh em thật nhiều những kiến thức bổ ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.